Stop that. Yeah, I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but man's keep walking. Dressed too sharp with the prize. White girls better tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Let out the. Let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. Let out the. Let out the. Yeah. I hear him chatting the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but man's keep walking, yeah. Dressed too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Beg, please get on your knees, came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve, one wrong move, I'ma let out the. Let out the, let out the. Xong rồi từ nãy giờ á, Đen với lại mọi người mấy anh em trong tiệm này cùng nhau phát biểu những cái ý kiến, cũng có ý kiến chung, cũng có ý kiến riêng. Thì thôi giờ Đen nói dạy cho mọi người nghe. Anh em mình á có thể làm xong rồi kêu ra quán cà phê, hoặc là kêu ra mình nói chuyện nhỏ nhẹ rồi để cho anh em mình hiểu hơn, rồi anh em mình á cùng rút kinh nghiệm để cái tiệm của mình á ngày càng phát triển hơn, chứ đừng có mà mặt lớn mặt nhẹ này kia. Cũng không có ai vui mà cũng không có ai muốn điều đó. Sư phụ Vũ á, sư phụ Trí á đã tin tưởng Đen mà, cho nên á Đen mới được như ngày hôm nay. Giống như là Đen á muốn á mọi người á cùng nhau á mà phấn đấu làm cho tiệm mình nó có thành tích, hay là ngày càng đông khách hơn này kia. Nói chung á làm á phần lớn á ai cũng suy nghĩ là làm được ngày bao nhiêu tiền hay như thế nào đó, nhưng mà giống như là Đen muốn mọi người á, không phải là bây giờ hôm nay Đen nói á, mà Đen gọi là Đen dạy đời mọi người, hay là Đen chỉ gọi là cùng nhau mà anh em mình cùng tâm sự và chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong tiệm hay thế này thế kia thôi. Và từ nãy giờ á mấy anh em mình á ngồi đi họp đã có những cái ý kiến, Đen mong mọi người á cùng nhau cố gắng để chi nhánh mình á ngày càng phát triển hơn. 1, 2, 3, yeah. Tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution.